Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì muốn làm một cái vlog về một ngày bận rộn của bà mẹ bỉm sữa ở Úc. Thấy không cơ? Có bận rộn với con không? Như là có chưa? Có bận rộn không? Có không? Lém lĩnh quá cô chú à. Rồi, xin mời mọi người cùng theo dõi xem là ngày bận rộn của Hiền với em Út là Hiền thường làm gì nha mọi người. Như ở đây là mọi người có thể thấy Hiền đang nấu cơm cho bé Elwood nè mọi người ơi. Đó, cơm đang sôi. Thì khi mà sau khi cơm sôi một chút thì Hiền sẽ bắt đầu bỏ thịt và bỏ rau vô cho bé hết cả nhà ha. Chờ cơm mỗi bữa sáng thì bé Elwood hay đi vòng vòng chơi như thế này nè. À, khuôn mặt của em hơi hình sự, có lẽ là vì em đói bụng rồi cô chú ơi. Đây nè mọi người ơi, cơm đã chín rồi. Mọi người có thể thấy là Hiền xài rất là nhiều loại rau cho bé Elwood đó mọi người thấy không. À, bây giờ khi cơm chín thì sẽ chờ nó nguội và sau đó là sẽ xay ra. Và bây giờ là cơm đã nguội rồi cả nhà ơi, mình sẽ chuẩn bị xay ra cho bé. Hiền hay xay 2-3 lần nữa cả nhà. Đã xong một chén cháo ngon lành cho bé Elwood. Bây giờ Hiền chuẩn bị đút bé. Đây mọi người ơi, Elwood chuẩn bị ăn đây. Măm măm. Đó, cô chú có thấy không? Em Elwood vừa ăn mà vừa chắc lưỡi nữa. Trời ơi. Ừ. Ừ. Yêu đời lắm cô chú à. Út là tâm hồn ăn uống giống như thịt mẹ Hiền luôn. Hồi ngày xưa Hiền kén ăn lắm á cả nhà. Hiền không ăn cá kho rồi này nọ đâu nha. À, ăn thịt thì Hiền không thích ăn thịt kho. Đồ kho Hiền không thích. Hiền chỉ thích được chiên thôi. Nè, từ ngày qua Úc tới giờ giống như là muốn ăn gì cũng phải tự làm, cho nên bắt đầu thì hết cái ăn như ngày xưa rồi. Mama, good boy, mama. Con ăn có giỏi không cô chú ơi? Cô chú nhớ cho bé Úc một like nha. Và nhớ chia sẻ video. Ôi! Chiêu quậy lắm á cô chú à. Mặt chất không? Ở mặt kìa, có mặt kìa. Thôi hiểu mặt chưa, hiểu mặt chưa? Biết mẹ đang quay phim hả? Mẹ không có quay phim. Mẹ đâu quay phim đó. Ôi cô cô. Đúng trò. Ok. Ok, mẹ biết rồi. Con em trời ơi ơi. Rồi em ấy đã qua tới rồi đó mọi người ơi. Em ấy đang đi tìm cái camera nó ở đâu đó. Đó buổi sáng của Hiền là một ngày khi bắt đầu là như vậy đó mọi người. Đó, làm cơm cho em ăn. Xong rồi xay ra cho nguội, xay ra cho em. Rồi bây giờ đút em, rồi sao em đút em. Nhiều ăn nhiều chơi vậy đó cô chú. Thôi măm măm dâm 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 đi con, giỏi good boy. Vừa ăn vừa nhảy, con nhảy điệu gì vậy? Nhảy âm lạ cho xong giỏi. Nào cũng ăn giỏi hết á. Đang nhìn cái gì đó. Oh my god. Mom.
Đôi khi thì khi mà Hiền đút bé Út á, Hiền sẽ để bé vô trong ghế. Nhưng mà bây giờ khi bé lớn rồi á, thì Hiền để cho bé đi vòng vòng chơi gì cho thoải mái lúc lúc á mọi người. Để cho bé cảm thấy là bị gò bó trong ghế á. Bởi vì Hiền không biết những bé khác như thế nào, nhưng mà bé Út thì thích thích năng động như thế này nè cả nhà. Thấy không? Giỏi quá, mới nay mà gần hết chén rồi đó cô chú ơi. Mắm mắm. Đồ chơi đã tới rồi. Thôi thôi con. Trời ơi, em lật cái cuốn sách che luôn cái mặt của em rồi cô chú. Năm bầm bầm. Sắp hết rồi. Đó, đó. Cái đó là em trả lời đó nghe cô chú. Lúc này là em muốn biết trả lời rồi. Sau khi mà Hiền đút bé Út thì thường lệ là Hiền sẽ thường lệ là Hiền sẽ ẵm bé ra ngoài ngồi chơi một tí. Của em dối mình chơi chích quá ta, chứ đừng chơi chích quá à. Ok, quay qua đây. Ủa chơi. Em Út đã ăn xong rồi đó cô chú ơi. Khi mà Hiền quay như vậy thì em Út sẽ không có thấy là Hiền đang quay phim. Tại vì Hiền quay là quay ngược cái máy quay lại cả nhà. Hả? Vậy hả? Mặt của em hình sự hết chứ. Ủa chơi. Rồi, cái chén của bé thì hiện tại đã hết rồi. Quá giỏi, quá giỏi. Vỗ tay hoan hô. Ui. Em mèo Út rất là thích cái remote luôn. Ồ. Ủa chơi. Cô chú thấy không, lúc này là em rất là bận rộn. Tự chơi. Sẽ bò đi kiếm điểm khác. Ê baby. Baby giận với mẹ. Trời ơi con gật gật. Thôi Hiền xin kết thúc cái phim này ở đây nghe cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày hôm sau. Và cảm ơn mọi người luôn ủng hộ gia đình của Hiền, anh Chris và bé Wood nha. Hiền chúc mọi ngày Hiền chúc mọi người một ngày thật là vui và hạnh phúc. Tạm biệt. High five tạm biệt cô chú nè con. High five tạm biệt cô chú. High five. Cô chú thấy không, cô chú thấy không, biết high five mà không có thèm xè tay ra nè. High five cô chú ơi, hai pha cô chú.
Ôi ôi cơ cơ. Đưa hai găng ra cho bạn coi. Đưa hai găng cho cô chú coi đi. Thôi à. Rồi tạm biệt cô chú.